anh này đẹp, đám cưới nhiều. Đây nhá, cây này nó lên đấy, à, nhìn này,
hơn tí. Cái này hơi to hơn cái này tí. Đẹo. Đẹo đẹo đi. Đẹo gì nhỉ? Thì nó hơi yếu nhưng mà kệ, cứ phải đẹo đi thì mới vào vừa. Luôn. Đúng là xẻng to pi. Hả? Đúng là xẻng to pi. Méo vẹo à? Không, bé. Mua lại bé. Thế thì nó kiểu là nó nhẹ. Nhẹ. Giờ em chọn cái cá này nó cũng nhẹ. Đấy ở đâu chưa? Trồng đâu chưa? Đấy, cũng như đấy là tí nó trồng gốc đấy. Nhưng mà cứ làm thêm một lúc nữa đã. Thêm một lúc nữa rồi tí nó vơ vơ cái đống gạch ở kia xuống bên này đấy. Thế cái kia này phần ra đây à? Hả? Ý là mình chọn một cái ở đây luôn. Đây à? Trồng đấy. Trồng đấy phát. Đấy cái đống gạch kia. Cái này cho đây nhá. Không, cái cục đấy á. À. Cứ để giữa đấy đằng nào chả đi ở giữa nó mà thành bốn góc. Đó, cho đây này. Bảy vào cái khác không? Bảy vào cái xẻng nó gãy xẻng đấy. Không cần phải xúc đất lên trên đâu, xúc gạt gạt nó sang bên này này. Đấy. Gạt sang bên đấy. San san nó sạch. Có cái đấy làm như trò chơi nhỉ. Nhảy nó bấc đi.